trong lúc cả thế giới đang cố gắng để có thể đạt được độ phủ vaccine cao nhất để chống lại virus Delta thì lúc này người ta đã đưa ra những nghiên cứu mới và cũng như là những cái con số đáng quan tâm khi mà một trong những biến thể phụ những biến thể phụ của biến chủng Delta dễ lây nhiễm hơn ở tại Mỹ và cũng như đã xuất hiện ở 27 quốc gia trên thế giới đang ngày càng lan rộng và theo như outbreak.info thì ai.4.2 là biến thể phụ của chủng Delta hiện nay đang lan ra nhiều khu vực ở tại Mỹ. Theo như Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, biến thể này có khả năng lây nhiễm cao gấp 2 lần so với các biến thể trước đó. Biến thể phụ AI.4.2 là một trong hơn 30 biến thể tiến hóa từ chủng Delta được phát hiện trên toàn cầu. Tính đến ngày 21 tháng 10, theo giờ Mỹ thì biến thể này đã phát hiện ở 4 bang của Mỹ gồm có Bắc Carolina, Massachusetts, California và thủ đô Washington biến thể phụ AI.4.2 của chủng Delta có hai đột biến đặc trưng được gọi là I145H và A22V nằm trên protein gai của virus được sử dụng để liên kết và xâm nhập vào tế bào của con người. Hiện vẫn chưa rõ những đột biến này có ảnh hưởng như thế nào đến cách hành xử của biến thể phụ đặc biệt này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng AI.4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn so với chủng Delta ban đầu.